Good morning, Papa. Morning. Bữa nay Papa phụ mình cuốn gỏi cuốn nha các bạn. Mình rủ bạn về nhà chơi, làm đồ ăn. Papa sẽ trổ tài cuốn gỏi cuốn để coi tay nghề của Papa coi. Lục rồi. Xong, một cuốn gỏi cuốn. Một cuốn. Rồi bây giờ tới món này, món gì đây? Chả giò. Chả giò nha các bạn. Họ tự tay cuốn, tự tay làm hết. Wow, ngon quá. Bà Thỏ, nãy gì nữa đây? Thịt nướng. À, bây giờ xong gỏi cuốn, chả giò. Ừ. Bây giờ tới thịt nướng. Ừ. Để làm cái gì? Để ăn công tâm. Ừ, súp bà Thỏ. Súp đó, súp gì nữa? Còn vân cá. À, bây giờ chín là giờ xịt dầu mè vô hả? Ừ. Xịt dầu mè vô cho nó thơm thơm. Đã quá. Mình đang đi ra ngoài vườn cắt một mớ bông đem vô nhà chưng nha các bạn. Và bỏ bếp đề, mình đã âm thầm mời uncle của mình với mấy cousin đồ lại chơi. Mà bà bỏ không có biết, mình nói cho bà bỏ nghe là bạn của mình lại chơi. Bà bỏ phụ nấu đồ ăn hồi sáng giờ, bà bỏ phụ mình làm đồ ăn đâu này kia. Mà bà bỏ không biết là đang làm bếp đề cho bà bỏ. Surprise nha các bạn. Lên gì nè? Không tồi. Ủ lội ra nè. Ủ lội. Sao vậy hả? Đẹp đấy cậu. Ủ lội. Ờ con. Ờ bà bỏ sáng vô. Bà... con nói con mời bạn lại nhà chơi, con nấu đồ ăn. Bà bỏ, bà, má đâu biết đâu. À vậy hả? À, má đâu biết tài cậu với cậu qua đã. Yến dí. À yến dí nữa. Wow. Cái gì nghe Quỳnh có chậu viên rồi đó. Ấy Quỳnh mà viên gòi đưa viên gòi kìa. Đưa viên gòi. Kìm kìa viên gòi. How are you? How are you being? Đi cà lai, đi coi viên gòi. Đúng không? Ai biết sao không? Đi phải che lợi. Hello. Không thèm oxy. Wow. Bé cháu mơ kỹ lắm mà. Phải muốn biết hả? Đồ ăn bao la. Oh, it was in the kitchen. We brought it over here. Huh? It was in the kitchen. We brought it over here. I don't know who bought it. Wow. Làm vậy là surprise thì chưa. Cái này đẹp hơn cái kiểu khác. Ờ, những như con này. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Ok. Rồi cắt lấy cái. Rồi Vĩnh Sơn đi, Vĩnh Sơn đi rồi con. À.
nó phải đến nó mới dựng cái cây này lên nữa nè. Đó, trời quá đẹp luôn mà phở.